thiếu nhi liên quan đến vấn đề học tập của các cháu thiếu nhi trong được trích trong tuyển tập những câu chuyện kể về Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ. Đó là câu chuyện Bác đã lo cho chúng cháu, các chú đã lo cho các cháu học tập như thế nào.
chúng tôi.